đã có mặt trong cuộc đời của Vân. Và Vân đã chờ Huy hết 12 năm. Hai năm qua không có ngày nào mà Vân không có hy vọng là người đó sẽ đến. Yêu Vân, Huy thật sự hạnh phúc. Huy đã nói kịp thời mà giờ đến rồi nên cưới thôi. Từ hôm nay trở đi, Vân nguyện chỉ yêu mỗi Huy.